Do nhân duyên ấy, sau khi Phật nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên đại chúng, vì muốn báo đáp ơn điển từ bi sâu xa vô lượng của Phật, mà xây tháp bảy báu cúng dường xá lợi Phật, điều đó là hợp lý. Thế Tôn, còn như ba loại tháp kia, có những lợi ích gì đối với chúng sanh mà Phật phải dạy phải xây cất, cung kính, cúng dường? Phật bảo A Nan, vị Phật Bích Chi đã chứng ngộ được nhân duyên các pháp, thể nhập sâu vào tánh của các pháp, đã thoát khỏi tất cả những lỗi lầm tai hại của các cảnh giới hiện hữu, có thể làm bậc phước điển cho hàng trời người. Vì nhân duyên ấy, xây tháp cúng dường vị Phật Bích Chi được phước đức chỉ kém hơn phước đức cúng dường tháp Như Lai, có thể khiến cho chúng sanh đều đạt được quả vị giải thoát mầu nhiệm. Này A Nan, vị A La Hán đã dứt hẳn sự tái sanh trong ba cõi, không còn phải thọ thân sau nữa, phạm hạnh đã thành tựu, có thể làm bậc phước điển cho thế gian. Vậy nên xây tháp cúng dường vị A La Hán sẽ được phước đức kém hơn phước đức cúng dường tháp Phật Bích Chi, cũng khiến cho chúng sanh đều được giải thoát. A Nan, vị chuyển luân thánh vương tuy chưa giải thoát phiền não trong ba cõi, nhưng nhờ sức phước đức mà được cai trị bốn thiên hạ, dùng 10 điều thiện để giáo hóa và che chở chăm sóc chúng sanh, vì thế nên được chúng sanh tôn kính. Do đó bốn chúng xây tháp cúng dường chuyển luân thánh vương cũng sẽ được phước đức vô lượng. A Nan lại bạch Phật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả bốn chúng nên trả tỳ nhục thân Như Lai ở nơi nào để thu nhặt xá lợi, xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu tất cả bốn chúng trả tỳ nhục thân Như Lai trong thành Câu Thi Na, về sau nhân dân trong thành ấy thảy đều vì việc tranh nối ngôi vua ắt phải đánh dẹp lẫn nhau, tranh chấp không ngừng, sẽ khiến cho phước đức của mỗi người đều sai khác. A Nan, tất cả bốn chúng nên trả tỳ nhục thân Như Lai ở bên ngoài thành, để khiến cho tất cả thế gian đều được phước đức bình đẳng như nhau. A Nan bạch Phật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lễ trả tỳ xong, tất cả bốn chúng đã thu nhặt xá lợi, đạt yên trong bình quý, nên xây dựng tháp bằng bảy báu ở đâu để tất cả đều được cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất, xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lễ trả tỳ xong, tất cả bốn chúng đã thu nhặt xá lợi, đạt yên trong bình quý bằng bảy món báu, nên xây dựng tháp bằng bảy món báu cao 13 tầng trong thành Câu Thi Na. Ngày nơi ngã tư đường, trên tháp có tướng Pháp Luân, dùng tất cả các vật quý báu tốt đẹp đặt xen lẫn nhau để trang nghiêm, lại dùng tất cả các thứ hoa đẹp, cờ xí nghiêm lạ để trang sức thêm. Bốn phía quanh tháp đều có lan can làm bằng bảy món báu. Tất cả các món trang trí như thế không đâu là không đầy đủ. Ở bốn phía tháp đều có cửa mở ra, mỗi tầng tháp nối tiếp đều có cửa sổ mở đối xứng nhau. Bình quý đựng xá lợi Phật được đặt yên trong tháp ấy, tất cả hàng trời người và bốn chúng đệ tử cùng chiêm ngưỡng cúng dường. A Nan, tháp của vị Phật Bích Chi nên xây cao 11 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị A La Hán nên xây cao 4 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị chuyển luân thánh vương cũng xây bằng 7 món báu nhưng không cao lên tầng nào cả. Vì sao vậy? Vì chưa thoát khỏi các nỗi khổ hiện hữu trong ba cõi, vẫn còn trong sanh tử. Bấy giờ khi Ngài A Nan luật bạch Phật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lễ trả tỳ xong, tất cả hàng trời người và bốn bộ đại chúng nên phân chia xá lợi Phật như thế nào để cúng dường. Phật dạy A Nan luật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, hàng trời người và tất cả đại chúng nên dùng tâm bình đẳng để phân chia xá lợi Phật trong khắp ba cõi, sáu đường, khiến cho tất cả thế gian đều được cúng dường. Lúc ấy Thích Đề Hoản Nhân bạch Phật, này còn thừa trước Phật, xin được cung kính thỉnh về một nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai để cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất. Phật bảo Thiên Đế, Như Lai xem tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, đều yêu thương Như La Hầu La con trai ta, ông không nên thỉnh về nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai. Vì sao vậy? Vì để giúp cho chúng sanh được sự lợi ích bình đẳng. Này Thiên Đế, này ta cho ông phần xá lợi của một cái răng hàm trên bên phải, nên mang về cõi trời xây tháp cúng dường, có thể giúp cho ông được phước đức vô tận. Lúc ấy khắp hàng trời người và tất cả đại chúng đều bi ai rơi lệ, không sao ngăn được. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bốn chúng đệ tử rằng, nay Phật nhập Niết Bàn, khắp hàng trời người và tất cả các người đừng quá sầu não. Vì sao vậy? Tuy Phật nhập Niết Bàn nhưng lưu lại xá lợi thường còn để cúng dường, lại có pháp bảo cao quý nhất là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Vì nhân duyên ấy, Tam Bảo và bốn chân đế là thường trụ thế gian, có thể khiến chúng sanh đem lòng thành kính sâu xa nhất mà quay về nương theo. Vì sao vậy? Cúng dường xá lợi Phật, tức là Phật Bảo,
nhìn thấy xá lợi Phật tức là thấy được pháp thân, thấy được pháp thân tức là thấy chư hiển thánh, thấy chư hiển thánh tức là thấy bốn chân đế, thấy bốn chân đế tức là thấy niết bàn. Cho nên phải biết rằng tam bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả thế gian. Đức Phật lại dạy hết thảy đại chúng: các người đừng quá sầu khổ, nay ta sắp nhập niết bàn tại nơi này. Trong các người, nếu ai còn có chỗ hoài nghi chưa rõ về giới luật, về sự quy y, về lẽ thường hoặc vô thường, về tam bảo, bốn chân đế, sáu ba la mật, 12 nhân duyên, hãy mau mau thưa hỏi, vì đây là cơ hội cuối cùng. Đừng để sau khi Phật nhập niết bàn lại sanh lòng nghi ngờ, hối tiếc. Đức Phật nhắc nhở khắp đại chúng ba lần như vậy. Lúc ấy, bốn chúng đệ tử đều bi thương khổ não, nghẹn ngào tuôn lệ, trong lòng đau đớn khôn xiết, suy tưởng miên man, ngưỡng mộ lưu luyến, sầu đau đến mức như chết được. Nhưng rồi nhờ oai lực của Phật nên ai nấy đều ngăn được lệ sầu, tất cả đều an nhiên đứng lặng không thưa hỏi. Vì sao vậy? Vì tất cả bốn chúng đều đã thông đạt hiểu rõ về giới luật, về sự quy y, về tam bảo, bốn chân đế, không ai có điều gì nghi hoặc cả. Lúc ấy Đức Phật biết rằng trong bốn chúng không còn ai nghi hoặc gì nữa, liền ngợi khen rằng: lành thay, tất cả bốn chúng đều đã thông đạt về tam bảo, bốn chân đế, không còn ai nghi ngờ gì nữa, khác nào như đã dùng nước sạch tẩy rửa được hết mọi chất dơ bẩn trên thân mình. Đại chúng, các người nên chuyên cần tinh tấn để sớm được ra khỏi sanh tử, đừng sanh lòng sầu não, mê muộn rối loạn. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, được cánh tay có màu sáng như vàng ròng vén tấm y tăng giả lê đang đắp trên người, để lộ bộ ngực sư tử chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, rồi bảo tất cả đại chúng rằng: khắp hàng trời người và đại chúng, các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Lúc ấy tất cả bốn chúng đều hết lòng chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng của đấng đại giác Thế Tôn, mắt không chấp nghỉ, hết thảy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái an vui. Dù cho vị tỳ kheo thể nhập cảnh giới thiền định thứ ba cũng khó mà phát sanh được sự sảng khoái an vui như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiện sắc thân màu vàng ròng cho đại chúng chiêm ngưỡng rồi, liền phóng ra vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ước đạo hào quang đại niết bàn chói lọi, soi chiếu khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho ánh sáng của mặt trời mặt trăng như không còn sáng nữa. Phóng quang như vậy rồi, Phật lại bảo khắp đại chúng rằng: các người nên biết, vì tất cả chúng sanh mà Như Lai đã trải qua bao kiếp chuyên cần khổ nhọc, cho đến chịu các dẻo thân thể chân tay, đã tu tập tất cả những pháp khổ hạnh khó thực hành, vì bổn nguyện đại bi nên thị hiện trong cõi đời có năm sự uế trược này mà thành tựu an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, được sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía này, kiên cố như kim cang không hư hoại, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng hào quang chói sáng chiếu khắp mọi nơi. Nếu được nhìn thấy sắc thân Như Lai, gặp hào quang Như Lai thì không ai là không được giải thoát. Tiếp đó Phật dạy: đại chúng, Phật ra đời rất khó gặp, cũng như hoa ưu đàm rất hiếm khi được thấy. Đại chúng, các người được gặp ta vào giờ phút cuối cùng xem như đã không uổng phí sanh ra trong đời này. Ta dùng sức thệ nguyện từ tuổi trước mà thị hiện sanh ra trong cõi uế trược này, cơ duyên giáo hóa đã trọn vẹn, nay sắp vào niết bàn. Các người đã đem lòng chí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai, đã tu tập được nghiệp lành thanh tịnh như thế, trong đời vị lai sẽ được quả báo tốt đẹp như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn ân cần lặp lại những lời như trên ba lần, rồi hiển bày cho đại chúng đều được thấy rõ sắc thân Như Lai màu vàng ròng chói sáng. Từ nơi giường thất bảo, Phật hiện thân bay lên hư không cao khoảng ngang tầm một cây đa la, cất tiếng bảo khắp đại chúng lần thứ nhất rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Tiếp đó Đức Thế Tôn lần lượt hiện thân bay lên hư không cao khoảng 2 cây đa la, rồi 3 cây đa la, cho đến lượt thứ 7 thì cao đến khoảng 7 cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi từ trên không trung Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, lại cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó Đức Thế Tôn lần lượt lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, lại bảo với đại chúng rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân trắng sói màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật hiện thân bay lên hư không cao khoảng 2 cây đa la, rồi 3 cây đa la,
cho đến có đến khoảng 7 cây đa la, mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân trói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ từ trên không trung, Đức Phật lại hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó Đức Thế Tôn lần thứ ba lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật lại hiện thân bay lên hư không cao khoảng hai cây đa la, rồi ba cây đa la, cho đến cao đến khoảng bảy cây đa la, mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Sau đó từ trên không trung, Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn đã hiển bày sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai cho tất cả đại chúng đều được chiêm ngưỡng. Ngài đã lặp lại ba lần hiện thân bay lên hư không, mỗi lần bảy lượt, từ chiều cao một cây đa la lên đến khoảng bảy cây đa la, và cũng lặp lại ba lần từ trên không trung hạ xuống ngồi trên giường sư tử. Như vậy cả thầy đã 24 lần ngài đều ân cần nhắc nhở đại chúng rằng: Ta sắp nhập Niết Bàn, đại chúng các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân Như Lai chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, là thân không có sự sợ sệt, là thân kim cang bền chắc không hư hoại, sắc thân Như Lai như hoa ưu đàm rất khó được gặp. Đại chúng nên biết rằng ta sắp vào Niết Bàn, các ngươi nên hết lòng trí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai. Ví như kẻ nóng khát, khi gặp nước trong mát liền uống thỏa thuê, không còn muốn gì khác nữa. Đại chúng các người cũng vậy, nay ta sắp vào Niết Bàn, các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng, vì đây là lần cuối cùng còn được nhìn thấy Như Lai. Từ sau lần này các người sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng cho thỏa mãn, đừng để về sau phải hối tiếc. Tiếp đó Phật dạy khắp đại chúng rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng các người phải rộng tu các pháp môn để sớm thoát ra khỏi cảnh khổ hiện hữu trong ba cõi, không được chỉ trệ lời nhắc, buông thả phóng túng để tâm tán loạn. Lúc ấy tất cả chúng sanh trong khắp các thế giới, hàng trời người và bốn chúng đệ tử Phật, sau khi được hào quang Niết Bàn soi chiếu, được chiêm ngưỡng sắc thân Phật rồi, thì tất cả ba đường ác, tám nạn khổ cùng những phiền não trong thế gian cõi trời cõi người, những tội lỗi nặng nề nhất như bốn tội trọng, năm tội nghịch, hết thảy đều được vĩnh viễn diệt sạch, không sót lại gì cả, tất cả đều được giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiển lộ sắc thân chói sáng màu vàng ròng có sắc tía cho tất cả đại chúng chiêm ngưỡng và ân cần nhắc nhở nhiều lần rồi, liền kéo tấm y tăng giả lê che thân trở lại như lúc bình thường.